Đi đâu em? Đi chơi chung với tụi anh không? Tôi có công việc rồi. Ê, khoan, công việc gì? Cho anh đi chung với nè. Bỏ ra, đừng có đụng với tôi. Cho tôi qua nhờ cái. Anh nói là cục cưng đứng đợi anh mà. Sao đi lung tung vậy? Người yêu tôi, lì lắm. Thôi, ta có người yêu rồi mày ơi. Đi mày. Cảm ơn anh. Em đi trước. À, em tới quán chị Diễm đúng không? Em chào chú. Chú mừng quá, vì chú tìm đúng nhà con rồi đó Quân. Chú tìm con có chuyện gì không? Có chuyện nhưng mà chú ngại quá, không biết có nên nói hay không nữa. Chỗ chú cháu mà, chú cứ nói đi. Con đã nói vậy rồi, chú nói nha. Con bé An nhà chú á, chú thấy nó làm việc cực nhọc quá. Chú mới lân lê dây bạc nóng, rồi hùng hạp như người ta làm ăn. Mà nào ngờ đứa ông bạn chú nó ổng quá, ông ôm tất cả vốn liếng đi mất tiêu. Bây giờ tiền chú muốn kiếm là chưa có, mà nợ thì đời tới nơi rồi con. Chú mượn bao nhiêu? Chú mượn 30 triệu. Mà tính tiếng lãi hôm nay luôn là tất cả 50 triệu đó con. Thôi chú đừng lo, để con. Tiền đâu phải là giấy đâu, mà muốn cho người ta là cho hả? Cảm ơn em. Trời ơi, lâu hôn mà hai đứa mới kéo anh chị nha. Dạ chào chị. Từ lúc chia tay xong muốn bỏ chị luôn à. Nè, nó là tình xưa rồi đúng không? Dạ không có chị. Hai đứa ăn gì chị làm nè. Cho em một tô bình thường, một tô không cay không nấm. Hai đứa y khuôn đúc ra rồi, không quay lại nữa. 3 năm rồi mà em vẫn còn giữ cái móc khóa đó hả? Anh ơi, tôi lên rồi, anh rồi. Nhắn lên đó. Hoàn thành thử thách. Phần thưởng của em nè. Tặng nè. Cảm ơn anh. Cái chiếc móc khóa này á sẽ giúp cho hai đứa em á luôn gặp nhiều may mắn và vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt nha, cái người thiết kế móc khóa này á có một cuộc hôn nhân cực kỳ viên mãn. Ủa? Họ đã nhả bí vô từng cái móc khóa này đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Cho tôi một tô cấp độ 10 nữa. Người ta nói vẫn còn giữ kỷ vật, có nghĩa là chưa quên được mối tình cũ, mong chờ sự tái hợp đó. Nếu hiện tại á hai đứa vẫn còn độc thân thì cho nhau cơ hội đi. Người ta có bạn gái mới rồi đó chị. Lúc đó khi em mới chia tay á, ngày nào cũng ghé quán chị hết á. Một lần á nóc cả chục lon bia. Chị nghĩ đâu á em là người khó buông lắm chứ. Ai dè. Cũng chúc mừng em nha. Hai đứa ngon nguyện ha. Chị ra. Cảm ơn. Em ăn đi. Sao mấy món khác em ăn cải với nấm được, mà chỉ có món này là em ăn không được vậy? Con gái tụi em có mấy kiểu cái ngăn khó hiểu thiệt. Đó là cách mà con gái thường hay nhõng nhẽo với người yêu. Thật ra sau khi chia tay, em cũng không ăn lại những món này nữa. Vì em biết là sẽ không còn người lấy những món mà em không thích ăn ra nữa. Ngày xưa anh từng nghĩ là anh sẽ vớt cải với nấm cho em cả đời. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vớt ra những thứ mà em không thích và để lại những thứ mà em thích ăn thôi. Nhìn thấy em vui vẻ tận hưởng là đủ khiến anh hạnh phúc. Nếu như lúc đó em can đảm
quay trở lại đây một lần nữa. Thấy anh đau khổ như thế nào thì có lẽ em... Hay là tụi mình... Ba hả? Vậy con tới liền. Có chuyện gì vậy em? Xin lỗi anh, bây giờ em có việc gấp rồi. Để anh đưa em đi. Em hẹn anh. Dạ con chào hai bác. Con xin lỗi ba con làm phiền hai bác quá. Chuyện của ba con để con xử lý được rồi hai bác ơi. Lúc đầu á, hành động thái độ của ba con á làm cho bác rất là quan ngại, thậm chí còn khó chịu nữa. Đến cái lúc á biết là ba của con thì gia đình mình vui vẻ, không có gì, không có gì. Chuyện của ba em, gia đình anh lo được mà. Dạ thôi không còn đâu. Chuyện của ba em tự lo được mà. Thôi cũng xin lỗi anh chị đã làm phiền đến anh chị. Cũng vì tôi thương con gái mình, nó làm việc cực khổ, tôi muốn đỡ đần nó một tay, nhưng lại vô tình đưa nó thêm gánh nặng. Tôi đúng là người cha bất tài vô dụng thiệt. Thôi, tôi xin phép anh chị, việc đó tôi có thể tự tính được mà, cha con tôi quen rồi. Kìa chú, chú không cần khách sáo gia đình con đâu, con coi chú như người trong nhà mà. Đúng đó anh, 50 triệu cũng không có lớn, cứ coi như là tiền tôi cho bé An nó tiêu vặt nha. Đúng là con An nhà tôi nó có phước thiệt đó, nó quen một người bạn trai á rất tốt, rồi lại có cha mẹ cha quân thương yêu nữa. Ông bà có câu con gái nhờ được cha đó anh chị. Cũng không uổng công mấy chục năm nay tôi cố gắng sống tốt, rồi tôi siêng làm việc từ thiện để tạo phước báo cho nó anh chị. Cho nên tôi xin gửi anh một ít, anh cứ về lo công chuyện nha. Dạ cảm ơn. Dạ con cảm ơn hai bé rất là nhiều vì đã quan tâm tới gia đình của con. Nhưng mà chuyện của ba con á, con tự xử lý được. Con cảm ơn hai bác. Cái gì vậy? Để ba con anh chị nói gì? Cái gì vậy? Trời ơi! Buông ra coi! Mày lên cái gì hả con ngu? Mày ngu gì cũng phải vừa phải thôi chứ. Tiền nó tới miệng rồi mà bắt tao phải ối ra là sao mày? Ba, ba không có tự trọng hả? Tự nhiên ba chạy tới nhà người ta ba xin tiền. Ba không thấy xấu hổ hả? Xấu hổ gì mà xấu hổ chứ. Nó là bạn trai mày mà, làm sao tao phải xấu hổ? Mày tới nhà nó rồi đó, mày thấy không? Nhà nó rất là giàu sụ. Bây giờ tao không tranh thủ bọn rút tiền đó, rồi lỡ nay mai á nó bỏ mày thì sao tao bọn rút được chứ? Anh Quân không phải là bạn trai của con. Đâu phải bạn trai mày hả? Rồi được rồi, mày kiếm tiền mày trả nợ cho tao đi. Chứ dặn hồ tới nhà nó rồi kìa. Con mệt lắm rồi ba. Mẹ cũng vì ba á, đi làm kiếm tiền trả nợ, lao lực đến mất luôn ba không thấy hả? Ba muốn con giống mẹ đúng không? Ba mới vừa lòng đúng không? Thôi, thôi được rồi. Giờ con ráng, con trả nợ ba lần này thôi. Sẽ không có lần sau, bà hứa không có lần sau nữa đâu. Ba nói câu này bao nhiêu lần rồi ba nhớ không? Con sẽ dọn ra khỏi nhà. Ba làm gì con mặc kệ ba luôn đó. Đi lại, đồ bớt kêu. Tại sao lại là mày? Mày làm gì ở đây chứ? À, mày đừng có nói với tao mày định sáp lại với nó nha. Chắc mày quên rồi, hồi đó nó làm mày khổ sở cả tuần lễ mà khóc. Mày khóc ơi là khóc, bây giờ mày quên rồi hả? Còn mày á, tao cấm mày á vào vô con gái tao nha. Nó bây giờ đang quen cái mối ngon lắm đó ha. Mày đừng có hòng mà vô phá đám đó nha. Tao cảnh cáo mày đó. Ba đi vô nhà đi. Ba cảnh cáo con nha, cấm con không được queo du rú rợn với nó nha. Nha, ba có là thấy ghét rồi. Ba đi vô đi. Nãy giờ ba em nói gì á, anh đừng có để ý. Em thay mặt ba em xin lỗi anh nha. Mà anh tới đây làm chi vậy? Hả? Anh đem túi trả em nè, hồi nãy em để quên á. Cảm ơn anh. Em đi vô trước. Anh xin lỗi em nha. Tại sao anh phải xin lỗi em? Người sai là em à. Nếu như lúc đó em không có bày ra trò thử lòng để anh hiểu lầm rồi tổn thương nhiều đến như vậy. Sau khi hai đứa mình chia tay, anh đã rất hận em. Anh đã từng mong em sẽ không bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc để trả giá cho những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Anh nhận ra là mình đã rất là ích kỷ, hẹp hòi. Anh xin lỗi em nha. Anh đừng có xin lỗi em. Cả hai chúng ta thời điểm đó rất là trẻ con và nông nổi, đâu có biết như thế nào là yêu đúng cách đâu. Vậy nếu bây giờ anh và em có cơ hội, liệu chúng ta có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ? Cả hai chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng hết rồi mà. Anh đừng có cố gắng thay đổi nó nữa.
Cảm ơn anh vì đã đem đồ lên cho em. Thôi đi về đi. Anh lại tới chỗ cô ta đúng không? Đám cưới em cũng tự quyết định. Bây giờ anh đi đâu hay làm gì em cũng kiểm soát hay sao? Em nghĩ từ nay anh nên kiểm soát kỹ hành động của mình. Ba em cũng nói rồi, ông có thể cho anh tất cả mọi thứ, cũng có thể lấy lại tất cả mọi thứ. Giống như cái cách ngày xưa em và ba em khiến anh phá sản đúng không? Anh nói gì em không hiểu. Dạ ơi, anh mua đồ về rồi nè. Anh Quốc, tôi tưởng anh phải nhận nghiệp báo chứ, nhưng mà không ngờ anh sống cũng êm đềm và hạnh phúc quá ha. Thật sự tôi không muốn hại cậu, tại vì lúc đó mẹ tôi bị bệnh, tôi cần có tiền để chạy chữa cho mẹ. Rồi ông Đại với cô Trang cho tiền tôi, họ đã yêu cầu tôi làm điều đó. Vô lý. Sao như vậy được? Chính họ là người đã cứu công ty của tôi vực dậy. Họ đạp cậu xuống vực thẳm rồi kéo cậu lên để cho cậu mang ơn họ, sau đó dễ bề sai khiến cậu. Bao nhiêu năm qua anh luôn nghĩ em là người đã giúp đỡ anh, ở bên cạnh anh lúc khó khăn nhất. Nhưng mà không ngờ tất cả đều là kế hoạch của em. Em coi anh như một con rối, em đẩy anh xuống vực rồi em kéo anh lên để cho anh cảm kích em. Anh không phải như thế. Anh nghe em giải thích đã. Tại vì lúc đấy dự án của anh có quá nhiều rủi ro, nên là em không muốn anh cứ đâm đầu vào những thứ không có kết quả, nên em chỉ giúp anh kết thúc nó nhanh hơn thôi. Em nói em muốn giúp anh hả? Em cũng biết dự án năm đó chính là nhiệt huyết, là đam mê, là sức trẻ của anh không? Tuy là có lúc nó khó khăn thật, nhưng anh và tất cả mọi người đang cố gắng vượt qua nó mà. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi Trang, một chút xíu nữa thôi là anh thành công. Nếu như không nhờ em và ba em đứng sau lưng thao túng. Anh cho em xin lỗi đi. Tại vì lúc đấy em còn trẻ, em bồng bột, em thiếu suy nghĩ. Tại vì em yêu anh nên em mới lại như thế. Anh nghĩ mình nên dừng lại đi. Anh vậy, mối quan hệ này hình thành từ sự ích kỷ, dối trá. Ngay từ đầu vốn nó đã sai, cho nên dừng lại là cách tốt nhất cho chúng ta. Anh Bình, anh nên nhớ tất cả những gì anh có ngày hôm nay. Nếu anh bước ra khỏi đây, anh sẽ mất hết. Anh biết chưa? Những thứ không thuộc về anh, anh cũng không muốn níu giữ làm gì. Anh Bình! Anh Quân! Ủa? Anh đang làm cái gì vậy? Hôm trước anh qua nhà em thấy cái bóng đèn nhà hư, cho nên là sẵn anh sửa luôn mà, chứ để đi điện nguy hiểm lắm. Thôi mất công anh quá à. Anh để đó em làm được rồi. Anh biết là em mạnh mẽ, chuyện gì em tự tay cũng làm được hết. Bởi vậy anh càng muốn giúp em. Một người mà chuyện gì cũng làm một mình, như vậy không phải là cô đơn quá sao? Cũng chính vì như vậy á, nên em đã quen rồi. Anh cũng đừng tốt với em quá. Với lại em cũng đâu thể nào cứ chờ sự giúp đỡ của anh hoài được. Làm như vậy người ta tưởng em lợi dụng anh sao? Vậy thì em lợi dụng anh đi. Anh tự nguyện mà. Còn cái xe của em, sao nó mới quá vậy? Tại vì anh thấy cái xe cũ của em hư, cho nên là anh muốn sửa. Ai ngờ sửa tới đâu hư tới đó, nên là anh quyết định mua cho em xe mới luôn. Anh Quân, anh làm vậy em ngại quá à. Thôi anh đem xe cũ về cho em đi. Anh xin lỗi nhưng mà chuyện này anh không có nghe em được. Tại vì cái xe em hư tùm lum hết á, chờ ngoài đường không nguy hiểm lắm, anh không có yên tâm. Anh Quân, đúng là em quý anh thiệt, nhưng mà em coi anh giống như là bạn bè đồng nghiệp thôi. Anh đừng có đối xử tốt với em như vậy. Vậy nếu tụi mình tiến thêm bước nữa, em sẽ nhận sự giúp đỡ từ anh đúng không? Ý anh là sao? Làm bạn gái anh nha.
Sắp tới chúng ta sẽ dồn toàn bộ nhân lực để đẩy mạnh quảng bá cho thương hiệu thuốc hoa mới sắp ra mắt. Đây là dự án quan trọng nhất năm, tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết sức. Anh Bình ơi, không xong rồi. Bên đối thủ vừa tung ra một loại sản phẩm nước hoa. Về anh thích thì nó giống hệt như bên mình. Cái gì? Anh xin qua đi. Khi nào ông trả? Bà còn thiếu người ta bao nhiêu nữa vậy? 500 triệu con. 500 triệu? Không, mệt quá. Hai cha con đừng có diễn nữa. Bây giờ trả nợ hay là muốn cục tay què gió? Giờ sao anh? Tất cả mọi người đã nghe tin rồi đúng không? Dự án đầu tư hàng chục tỷ đồng của công ty bây giờ bị đối thủ ra mắt trước. Ngay lập tức tìm hướng giải quyết và hạn chế thiệt hại nhất có thể cho tôi. Dạ, con sẽ chịu trách nhiệm dự án này. Dù gì thì... Chuyện đó để sau đi. Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là phải tìm ra được ai là gián điệp. Con chuột nào dám cả gan lẻn vào phá hoại công ty, bắt được nó tôi sẽ xử lý thật nghiêm. Đây là 500 triệu, cô cầm lấy rồi nghỉ làm đi. Tại sao? Lúc anh ấy phá sản thì cô bỏ rơi anh ấy. Bây giờ anh ấy làm sếp rồi thì cô lại quay lại. Tất cả không phải là vì tiền à? Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi sẽ không nghĩ gì đâu. Hay là cô chê 500 triệu còn ít, cứ ra giá đi. Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi muốn kiếm tiền từ những người đàn ông thì bạn trai của cô không phải là sự lựa chọn tốt nhất đâu. Muốn giữ bạn trai thì giữ cho kỹ, đừng có đi làm phiền người khác. Này, tôi nói cho cô biết, tất cả những thứ anh Bình có đều là do gia đình tôi cho anh ấy, với điều kiện là anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy anh ấy trắng tay thêm một lần nữa? Ờ mấy bà, chưa tìm được gián điệp luôn hả? Ồ. Trời ơi, nghe nói dự án này sếp Bình ấp ủ 2 năm trời á, giờ mất chắc tiếc lắm á. Nè nha, mà chưa kể, đây còn là dự án mà công ty rót vốn đầu tư nhiều vào nó lắm đó. Ồ. Có khi còn bị buộc thôi việc ngay lập tức. Thì bây giờ không tìm ra được thủ phạm thì anh phải chịu trách nhiệm chứ làm sao. Gì nữa, cút luôn. Anh ăn đi. Cảm ơn em, nhưng mà anh không đói. Nếu như mà anh không muốn ăn á thì cứ coi như là anh ăn với em đi, được không? Tự nhiên em làm anh nhớ ngày xưa quá. Lúc trước anh cũng mải mê làm việc, bỏ ăn bỏ uống, lúc nào em cũng nấu món này để tẩm bổ cho anh. Không ngờ hôm nay anh lại có cơ hội ăn nó một lần nữa. Ok, để coi coi tài nấu nướng của em có giỏi như ngày xưa không nha. Anh sao vậy? Canh không ngon hả? Anh không sao. Vậy thôi thì anh cứ ăn đi. Với lại đừng có nhớ đừng có bỏ bữa nha. Bao tử của anh trước giờ cũng không có tốt mà. Em đi về đây. Anh chia tay rồi. Anh và Trang đã chia tay rồi. Tình cảm mà anh dành cho Trang từ trước tới giờ chỉ là sự biết ơn thôi. Anh mới biết được một chuyện, Trang chính là người làm cho công ty của anh phá sản, và cô ấy giam cầm anh trong sự biết ơn. Anh sẽ cố gắng giải quyết hết tất cả mọi hậu quả mà anh gây ra.
rồi sau đó hai đứa mình lại yêu nhau, rồi quay về bên nhau được không em? Em là người đưa anh đến hoàn cảnh này, làm sao em có thể? Anh đừng có hiểu lầm. Những chuyện em làm cho anh bây giờ chỉ là sự thương hại thôi. Anh cũng đừng vì em mà đưa ra những quyết định vội vàng như vậy. Không, không phải như vậy. Em đang nói dối đúng không? Em nhìn thẳng mặt anh đi. Em còn yêu anh đúng không? Em còn yêu anh đúng không? Em đã làm một điều có lỗi với anh. Dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, anh tin là em có lý do riêng của mình. Anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Em đừng rời xa anh một lần nào nữa được. Anh cần em. Hai người họ đi với nhau giống tôi đúng không? Có gì cứ nói thẳng đi, đừng có ráng kéo tôi làm đồng minh. Tôi có cách để cắt đứt hai người họ, nhưng tôi cần anh hỗ trợ. Ba cô ta là một người ham tiền và nghiện cờ bạc. Nếu ông ta nợ anh càng nhiều thì con gái của ông ta sẽ phải dùng thân để trả nợ cho anh. Giờ thì tôi hiểu tại sao mình rời bỏ cô rồi. Tôi yêu anh, tôi muốn bên cạnh anh, nhưng không phải theo cách của cô. Và tôi cũng không muốn ép buộc anh phải bên cạnh tôi theo cách đó. Tôi không muốn bất cứ ai làm tổn hại tới anh. Nếu cô làm điều gì tổn hại tới anh, dù chỉ là nhỏ nhất, tôi không để cô yên được. Con khỏe không? Dạo này ba con sao rồi? Còn cờ bạc không? Có hai người mà mình không thể tự chọn lựa được. Đó là cha mẹ và con cái. Nếu như mà họ tốt thì đó là sự may mắn. Còn ngược lại thì nó là số phận. Lúc trước hai đứa chia tay nhau, cô cũng tiếc lắm. Nhưng mà bây giờ thằng Bình nó sắp có vợ rồi, hai đứa đụng mặt như vậy á khó xử lắm. Mất công rồi vợ thằng Bình nó suy nghĩ lung tung rồi xảy ra những cái chuyện không có hay. Con thấy cô nói như vậy có đúng không? Hình như là cô chưa biết anh Bình với Trang chia tay rồi. Cái đồ trớ trẻn mà, tại sao con dám phá hoại hạnh phúc của con trai tôi? Năm xưa con làm khổ nó vậy chưa đủ sao? Bây giờ con lại xuất hiện ám nó. Con muốn hủy hoại cuộc đời nó hả? Con nhìn lại cô đi, con có bằng cái móng tay của vợ sắp cưới thằng Bình chưa? Nhưng mà cô ơi, lấy nhau mà không hạnh phúc thì có ý nghĩa gì đâu cô. Hạnh phúc hả? Hạnh phúc là cái thá gì? Nó có làm cho cô no bụng được không? Mà tôi không có nói nhiều với cô nữa. Tôi sẽ hàn gắn cho con Trang với thằng Bình lại với nhau. Còn cô, cô biết hết cuộc đời của thằng Bình đi. Cô đừng có đẩy cho tôi thấy mặt cô nữa. Con cũng có ý định nghỉ việc ở công ty rồi. Cô yên tâm đi, còn có việc con phải đi trước. Tôi sẽ khác. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi con.